Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn của mình phá cái đầu tiên nha. Video. Let's go. Một map này hoàn toàn mới luôn. Đây là lần đầu tiên mình chơi cái map này. Let's go. Oh my gosh, cái này vừa cầm một tay rồi. Rồi, let's go. Cái này nhờ đi một tàu cao tốc. All right.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ hai, Monster. Let's go. Quả này không biết là mình sẽ là top mấy đây. Cố gắng thôi. To rồi, đang top 1 rồi. Mình sẽ ăn ở chỗ này. Wow. Ok, top 1 rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ 3, top friend. Wow, cô bạn này thì đang bị ốm rồi. Oh man. Yay!
Nó hơn cả mình luôn. Ồ, mình đã hơn luôn. Không biết ai về đích trước rồi. Mình đã bị cắn rồi. Đẩy về sau. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ tư, Scary Teacher vào đây. Wow. Mình sẽ chơi Chapter 1 đây. Hai. Phần này thì mình sẽ phá hỏng mái tóc bà ta. Ở đây thì phá hỏng mái tóc bà ta có hai cách. Thứ nhất là các bạn có thể làm cho bà ta bị gãy tóc. Và cách thứ hai là các bạn có thể làm cho tóc bà ta thật là cứng. Thì ok. Mình sẽ thử lên đây xem có gì không. Xì vào đây thì tóc bà ta sẽ cứng. Còn các bạn sẽ dùng cái lọ này cho vào lọ này là bà ta sẽ bị rụng tóc luôn. Và mình sẽ xem tóc bà ta rụng thế nào. Còn tổng viên rất là đẹp. Nice steam. Bà ta đang tắm rồi. Wow. Nhìn thành đàn ông luôn. Where did all of my hair go? Be crowned Miss World now. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang thứ năm. Cái này các bạn chơi cái này để học nhanh tay nghe mắt. Let's go. Thank you.
các bạn chậm một chút thì sẽ lổ luôn bánh. Đây, ví dụ mình lên khoảng 200 nhá. Xong rồi mình sẽ để nguyên. Boom. Đó. Ok. Được 200 điểm. This will be. Như con người luôn. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Scary Bob vào đi. Level 10. Too many donuts. Ok, stop. Bây giờ thì mình sẽ phải vào stop. Tìm một chiếc hammer. Đó chính là một chiếc búa. Đây rồi. Này là các bạn đi trôn một ông sếp. Ông sếp này rất khó tính, đó, các bạn rất là ghét. Đó thì các bạn đi trôn ta. Rồi mình sẽ mở cửa ra. Và trong phòng ông ta có một cô gái thực tế rất là xinh. Let's go. Phòng đâu? Chạy thôi. Ông ta chắc chắn đang gần đây. Sloth could do this in half the time. Let's go. Văn phòng của ông ta. Yeah, let's go. Máy bức ảnh của ông ta nào. Chúng ta bắt đầu quay ngược lại rồi. Xuân luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Wow, 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 wow. Cái này các bạn phải lái cẩn thận và đỗ xe thật là chuẩn mực. Nếu không thì các bạn lại phải chơi lại rồi. Các bạn chỉ cần chạm vào đâu đó là các bạn thua ngay. Rất cẩn thận qua lại. Ok. Rồi, cua rộng ra. Let's go. Ok.
Wow, xe cứ chạm vào rồi. Wow. Là nhóm mình đi trước, xe đó phải dừng lại. Đường này khá là khoai. Xe khá là to luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, My Tom 2. Let's go. Rồi anh chàng mèo lại bốc mùi lên rồi. Mùi trước là bâu hết mọi người. Rồi các bạn có thể chơi trò nào đó tùy các bạn. Rất là nhiều trò luôn. Và mình sẽ cắt ra đây. Ok. Rất đơn giản thôi. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.